Công ty Đức Châu Đăng Nông xin kính chào bà con. Đây em xin giới thiệu với bà con con máy Mitsubishi GM180, động cơ OHV. Động cơ 6,3 PS, 6,3 PS nhé. Con này chức năng của nó là sới sau này, chuyên sới sau này, kéo rơ móc này, kéo móc đấy. Ráp bánh lồng và có thể ráp bánh lồng vào để bừa dưới ruộng này, bừa ruộng này và chuyên sới sau này, kéo móc này. Đấy, chức năng của nó là như thế. Rồi, động cơ này là động cơ Mitsubishi nhé, em giá bán con này em bán giá từ tuần là những cái này thì em xin giới thiệu bà con là như thế này. Thứ nhất là nó bị vỡ mất một cái bể, mất một cái hộp ở đây này. Thứ hai nữa là bị thiếu mất một cái hộp cà te đây. Nếu mà anh em bà con nào mà đi làm ấy thì cũng không quan trọng đến cái hộp cà te này, thì chốt ngay con này đấy, em bị để bên ngoài trời đây, em để bên ngoài như này đây này, thì không biết là có ai bị thiếu mất cái hộp cà te này, đi qua người ta vặn người ta lấy mất cái hộp cà te mất ạ. Thứ ba nữa là nó thiếu mất cái cùi sới nhá. Cùi sới này thị trường bán rất nhiều, kể cả nhà em cũng có rất nhiều, nhưng mà em lười đi kiếm quá nên em bán nguyên bộ như vậy thôi. Thiếu cà te này, thiếu bánh lái nhá, thiếu bánh lái đằng sau thôi, còn lại máy móc là bao nổ, bao chạy, bao test số các thứ đầy đủ, số đi số chạy. Con Mitsubishi này thì hộp số của nó bằng sáp này thì không bao giờ nó hỏng được bà con nhé. Động cơ OHV này thì đây, những con ốc của nó đang thậm chí đang còn vàng nguyên luôn này. Đang còn vàng nguyên đó. Động cơ OHV giá bán là 4 triệu đồng không bao ship, 4 triệu đồng không bao ship này. Con này về kéo móc này, hoặc bà con nào có lưỡi cày, có lưỡi cày trâu hay con trâu thì ta lắp cái lưỡi cày trâu vào đây, mua lưỡi cày trâu lắp vào để cày trâu cày ruộng thì gọi là vô đối luôn rồi, thật sự vậy. Thứ hai nữa là hộp số của con này là hộp số 6 cấp, hộp số 6 cấp nhé, tầng nhanh tầng chậm đầy đủ này, và sới có sới nhanh sới chậm, hoạt động mọi thứ là hoạt động rất là bình thường. Em lại bán con này là 4 triệu không bao ship, em sẽ test nổ đầy đủ cho bà con, test số sới số chạy các thứ đầy đủ, nhớt nhé, con thay vào đầy đủ cho bà con. Đấy, tại sao nó lại rẻ có 4 triệu như vậy thì là như thế này, cái đầu nổ bà con có thể tháo ra bán, đi mua cái đầu nổ này cũng phải tầm khoảng 2,8 triệu một cái đầu nổ OHV Mitsubishi này rồi. Đấy, và cái cặp lốp này còn rất đẹp như này, bà con đi mua cũng phải ít nhất rẻ cũng phải còn 1 triệu một cặp, một cặp lốp như này, 1 triệu đồng một cặp, 1 triệu đồng cộng với lại cái máy hơn 2,8 triệu rồi, 3,8 triệu rồi, còn lại dàn sườn hộp số các thứ. Cái này dàn sườn này có thể gắn được từ máy D4 đến máy D8. Đấy, từ máy D4 đến máy D8 kéo vô tư, siêu mã lực luôn nhé. Riêng cái dàn sườn này. Đấy, hộp số của nó là hộp số Mitsubishi. Và cái này giới thiệu cái gì cho bà con nữa nhỉ? Đặt bừng đây thôi, không còn gì để giới thiệu nữa cả. Hộp số Mitsubishi 6 cấp rồi. Bánh lốp thì là dùng lốp Bridgestone này, lốp chuyên sản xuất cho xe Toyota này. Bridgestone này. Mọi thứ hoạt động rất là bình thường nhé, kéo e trên này, giật nổ trên này hết, mọi máy móc hoạt động bình thường, nổ ngon lành, giá 4 triệu đồng. Anh em là về độ cái móc kéo con này thì gọi là cực kỳ khỏe luôn đấy, siêu khỏe luôn. Động cơ OHV nó giật rất là nhẹ, tiết kiệm xăng lắm. Động cơ OHV 4 triệu đồng. Em bao nổ, em làm nổ, em test nổ đầy đủ cho bà con. Đấy, nguyên bộ như vậy là 4 triệu không bao ship này. Bà con nào chốt thì liên hệ với em số điện thoại 0326 536 152. Và tiếp theo là đến một con Yangma IK600. Thì giá bán của con này thì con này em bao ship cho, cũng bị mất một cái hộp cà te. Mất một cái hộp cà te em để bên ngoài này. Đau quá, thì mất hai cái hộp cà te của thằng này. Hai con này. Thì con này em bán giá là để em giới thiệu chức năng của nó cho bà con biết. Đây, cái hộp số của nó đây. Cái này là hộp số kép này. Đây một hộp số này. Số kép dành cho cái đuôi sới này, siêu khỏe luôn cái đuôi sới này. Yangma IK600. Đấy.
Giang Mai K600 nhé. Mọi thứ hoạt động bình thường. Đây liềm của con có thể nhìn này, sơn của nó vẫn còn này, xài chưa đáng bao nhiêu nhé. Con này chức năng của nó là sới sau này, lên luống này, quay 360 độ để lên luống này, sới sau kéo móc này, ráp bánh lồng bừa ruộng này. Đấy, chức năng là như thế, kéo móc, có chỗ kéo móc đàng hoàng nhé. Anh em bà con nào độ chế móc thì độ kéo cực kỳ ngon luôn ạ. Con này thì động cơ 6 ngựa, Giang Mai K600 này. Hộp số này là hộp số kép. Số kép đây một hộp này, đây một hộp này. Siêu khỏe luôn luôn, riêng cái dàn sới của nó siêu khỏe luôn nhé. Bánh xe cũng là bánh xe Bridgestone. Đấy. Con này là 6 triệu bao ship nhé bà con, 6 triệu bao ship thì ship mất hơn triệu rồi, triệu hơn triệu rồi. Đấy. Em bao nổ bao hết cho bà con luôn. Con này em mới rửa sơ thôi. Anh em bà con nào chốt thì bọn em mới làm đẹp lên được, tại nhìn thì nó mới bắt mắt được. Chứ bây giờ thì em chỉ có rửa sơ đi em review vậy thôi. Đấy, Giang Ma K600 động cơ này thì siêu bền luôn. Giang Ma thì riêng dòng điện của Giang Ma và Mitsu thì không bao giờ bị trục trặc. Từ ngày em làm bây giờ thì chưa bao giờ thấy một con Giang Ma và một con Mitsu nào về gọi là trục trặc về điện cả. Đấy. Mọi thứ đang còn rin hết luôn nhá. Giang Mai K600 sới lên luống. Con này là sới và lên luống nhá. Hiện tại lưỡi của nó đang là lưỡi sới. Lên luống thì quay 360 độ tay lái, quay 360 độ lại để lên luống này. Đấy, có tầng nhanh tầng chậm đầy đủ. Đó. Giá của nó là 6 triệu là em bao ship cho con này, 6 triệu bao ship. Sới và lên luống động cơ 6 ngựa. Con này này, nếu mà em rửa đi em trà nhám đi tí nữa, cho một tí bát bóng vào chống rỉ vào đây nữa thì con này nó đẹp long lanh luôn. Thật sự như vậy, có 6 triệu đồng bao ship cho bà con. Anh em nào mua chốt liên hệ nhé, số điện thoại đấy 0365361152. Cảm ơn bà con.